Công tác trọng tài trong trận đấu hôm nay thật sự quá điên rồ, một bọn lừa đảo. Kèm theo đó là những từ ngữ khó nghe mà Jose Mourinho đã thốt ra ngay sau trận chung kết Europa League mùa giải 2022-2023 giữa Roma và Sevilla. Đó là một trận chung kết được đánh giá là vô cùng kịch tính. Tuy nhiên, tiếc rằng những ngôi sao đáng lẽ cần được tỏa sáng trên sân vận động Puskás Arena của Budapest ngày hôm đó lại không phải là những cầu thủ mà lại là vị trọng tài đến từ nước Anh, Anthony Taylor. Trong trận đấu đêm đó, vị trọng tài người Anh này đã đưa ra rất nhiều quyết định gây tranh cãi. Điển hình nhất là khi ông từ chối pha bóng để chạm tay rõ ràng trong vòng cấm của tiền vệ Fernando sau tình huống tạt bóng của Nemanja Matic. Sau trận khi mà tiếng còi kết thúc vang lên đã có rất nhiều lời chỉ trích, không chỉ của những cụm viên Roma mà còn là cả của những người hâm mộ bóng đá trên thế giới đã gửi đến vị trọng tài 45 tuổi này. Dù chịu vô vàn những lời công kích ác ý, tuy nhiên Anthony Taylor vẫn được phép cầm còi trong các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa giải đến giờ. Nhưng rồi những quyết định sai lầm cứ liên tục xuất hiện trong các trận đấu có sự điều hành của ông, dẫn đến việc Anthony Taylor đã bị gán xuống điều khiển các trận đấu tại Championship lần đầu tiên sau 4 năm. Đỉnh điểm trong những quyết định gây tranh cãi của Anthony Taylor chính là tình huống trao quả phạt đền dành cho Newcastle sau tình huống va chạm giữa Hoàng Hee-chan với Fabian Trapp. Trong pha bóng nói trên, tiền đạo Hoàng Hee-chan của Wolves đã cố gắng phá bóng ra khỏi vòng cấm. Tuy nhiên, nỗ lực của chàng trai người Hàn đã được Anthony Taylor nhận định rằng đây là hành vi phạm lỗi với Fabian Trapp trong vòng cấm. Sau đó, đội bóng huấn luyện viên Gary O'Neill phải chịu một quả phạt đền. Dù là huyền thoại của Newcastle United, nhưng cựu tiền đạo Alan Shearer đã đưa ra quan điểm cá nhân về tình huống trên. Shearer phát biểu với giới báo chí Anh Quốc như sau: "Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Ban đầu tôi có thể hiểu được quyết định của Anthony Taylor khi thổi phạt đền. Bạn biết đấy, đó là một tình huống diễn ra rất nhanh. Tuy nhiên tôi thật sự khó hiểu ngay cả khi tham khảo VAR, Anthony Taylor vẫn giữ nguyên quyết định đó. Nếu sự bất công này được đưa ra dành cho tôi sẽ vô cùng tức giận." Sai lầm trong trận đó nghiêm trọng đến nỗi sau trận đấu, đại diện của Professional Game Match Official Limit là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành các trận đấu trong bóng đá chuyên nghiệp Anh đã đưa ra lời xin lỗi chính thức tới Wolf. Sự việc Anthony Taylor bị trừng phạt đã khiến cho rất nhiều những cổ động viên bóng đá tại Ngoại hạng Anh có gì vui mừng và hả hê. Vì trong sự nghiệp cầm còi của mình, vị vua áo đen này đã rất nhiều lần đưa ra các quyết định có phần hà khắc hoặc sai lầm trong các trận đấu. Và nếu như bạn đặt ra một câu hỏi rằng cổ động viên đội bóng nào sẽ cảm thấy vui mừng nhất với án phạt của Anthony Taylor, câu trả lời chắc chắn đó chính là những cổ động viên hâm mộ nhiệt thành của Chelsea. Trong quá khứ đã có rất nhiều lần vị trọng tài 45 tuổi này đưa ra những quyết định gây khó khăn dành cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Còn nhớ trong trận hòa 2-2 trước Tottenham Hotspur mùa trước, phút 86 Emin Højbjerg gỡ hòa 1-1 cho Tottenham trước Chelsea với cú sút sai hiểm hóc. Nhưng trong tình huống dẫn tới bàn thắng này, Kai Havertz đã bị Rodrigo Bentancur phạm lỗi rõ ràng. Vậy nhưng trọng tài Anthony Taylor dù ở rất gần pha va chạm không hề thổi phạt cầu thủ Tottenham. Nếu chúng ta không xem chậm lại tình huống trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng cầu thủ người Uruguay đã có một tình huống quét trụ đối với Kai Havertz. Chân của Bentancur đã có những tác động vô cùng rõ ràng với cầu thủ người Đức trước khi chạm những đầu ngón chân của tiền vệ này vào bóng. Huấn luyện viên khi đó của Chelsea là Thomas Tuchel đã vô cùng tức giận vì quyết định của Anthony Taylor. Tuy nhiên, vị trọng tài người Anh vẫn không thay đổi quyết định của mình khi đó. Ngoài ra, Richarlison cũng đã rơi vào tư thế việt vị trong bàn thắng của Højbjerg. Cầu thủ người Brazil đã ngăn cản tầm quan sát của thủ môn Eduard Mendy và theo đúng luật số 9 của Tottenham, đáng ra phải bị tính là có tham gia vào pha bóng trong tư thế việt vị. Đương nhiên, bàn thắng của Højbjerg cũng sẽ không được công nhận. Tuy nhiên, như mọi người đều đã biết, Anthony Taylor vẫn công nhận bàn thắng đó trước sự phẫn nộ của những cổ động viên Chelsea trên khán đài. Chưa hết, tới những phút bù giờ cuối cùng, Cristiano Romero trong pha lên tham gia tấn công ở quả phạt góc đã giật tóc khiến Marc Cucurella ngã xuống nhưng không phải nhận bất kỳ một án phạt nào. Điều đáng nói, Harry Kane gỡ hòa 2-2 cho Tottenham ở tình huống ngay sau đó. Trong suốt thời gian của hai hiệp đấu, không ít lần cổ động viên trên khán đài Stamford Bridge ngày hôm đó đã dành những lời la ó đến vị trọng tài sinh năm 1978 vì những quyết định mang tính chất chèn ép đối với câu lạc bộ Chelsea. Højbjerg và Bentancur đã có rất nhiều những tình huống phạm lỗi có phần quyết liệt đối với đoàn quân của đội bóng áo xanh. Tuy nhiên, Anthony Taylor đến hết trận đấu chỉ dành cho hai cầu thủ này những lời nhắc nhở và thổi phạt bình thường. Còn câu chuyện của những chiếc thẻ nhằm giảm bớt sự quyết liệt không cần thiết trong thi đấu thì tuyệt nhiên chúng ta không thấy. Trong khi đó, Rick James ngay trong pha phạm lỗi đầu tiên đã bị Anthony Taylor rút thẻ vàng cảnh cáo. Bất công, tức giận, khó chịu chắc chắn là những gì mà cổ động viên của Chelsea đã phải trải qua trong trận đại chiến ngày hôm đấy. Tuy nhiên, không phải chỉ vì một trận đấu như trên để các cổ động viên của nhà vô địch châu Âu mùa giải 2020-2021 cảm thấy không có thiện cảm với Anthony Taylor. Những người chót yêu màu xanh của thành London đã có thêm rất nhiều dịp trong quá khứ trải qua cảm giác bất lực
khi nhìn đội bóng con cưng của mình nhận phải những phán quyết bất công từ Anthony Taylor. Còn nhớ ở trận đấu lượt đi giữa Liverpool và Chelsea mùa giải 2020-2021, Rick James phải nhận thẻ đỏ gây tranh cãi ở cuối hiệp 1. Đó là một tình huống có phần hỗn loạn trước khung thành của Edouard Mendy. Theo nhận định của vị trọng tài người Anh khi đó, Rick James đã dùng tay chơi bóng trên vạch vôi để ngăn cản bàn thắng của Liverpool. Đúng thật là hậu vệ của Chelsea khi đó đã không kịp thu tay lại bởi tình huống diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, trái bóng trước khi chạm tay James đã nảy lên từ đùi của anh. Điều đáng nói, trọng tài Anthony Taylor chỉ check VAR vài giây rồi lập tức đưa ra quyết định, chứ không hề theo dõi kỹ lại tình huống. Xa hơn, trong trận chung kết FA Cup mùa giải 2019-2020, The Blue phải đối mặt với không ít bất lợi từ quyết định của ông vua áo đen sinh năm 1978. Đầu tiên, Anthony Taylor cho Arsenal hưởng quả penalty sau một pha va chạm giữa Aspilicueta và Aubameyang. Điều khó hiểu là đội trưởng của Chelsea chỉ thực hiện một động tác tranh chấp bóng rất bình thường. Tình huống trên chỉ là sự tranh chấp 50-50 của cao thủ. Tuy nhiên, vị trọng tài 45 tuổi đã không nghĩ như thế. Tiếp theo đó, trọng tài Anthony Taylor bỏ qua pha phạm lỗi của Bellerin với Christensen trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của Arsenal. Với những quyết định có phần bất công của Anthony Taylor, Chelsea đã chịu thất bại 1-2 đầy cay đắng và phải ngậm ngùi nhìn Mikel Arteta nâng cao chức vô địch khi đó. Đỉnh điểm của sự bức xúc với Chelsea là chiếc thẻ đỏ của Mateo Kovacic sau pha va chạm với Saka. Điều đáng nói, chính cầu thủ người Croatia mới bị phạm lỗi. Không lâu sau, ông Anthony Taylor tiếp tục nhắm mắt làm ngơ khi chứng kiến thủ môn Martinez bắt bóng ngoài vòng cấm, ngăn cản một đợt tấn công của Chelsea. Chưa hết, bạn hãy nhìn hình ảnh này. Trong trận đấu Chelsea với Man United tại vòng 26 Premier League mùa giải 2019-2020, trọng tài Anthony Taylor bỏ qua tình huống Maguire đạp thẳng vào người Batshuayi và không truất quyền thi đấu của cầu thủ người Anh. Để rồi cuối trận, chính số 5 của Quỷ Đỏ đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 dành cho đội bóng đến từ Manchester. Có thể nói Anthony Taylor chính là hung thần của Chelsea trong suốt nhiều năm qua. Những quyết định sai lầm của vị trọng tài người Anh đã rất nhiều lần mang đến những kết quả không tốt và đôi khi làm mất đi những cơ hội nâng cao những chức vô địch danh giá. Trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải năm nay đã có rất nhiều lần chúng ta thấy được những vị vua áo đen tại Hoàng Anh có những quyết định có phần hà khắc hơn trong quá khứ. Một tình huống tranh cãi đơn thuần với trọng tài cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ nhận lấy những tấm thẻ vàng cảnh cáo. Từ đó mọi người có thể thấy được một điều rằng quyền lực của các vị trọng tài tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ngày càng được tăng lên. Tuy nhiên, điều đáng buồn là chất lượng trọng tài tại Anh đã có dấu hiệu giảm xuống. Rất nhiều những quyết định sai lầm đã được đưa ra. Những lời xin lỗi, những án phạt, tất cả đều khó có thể che lấp được sự tức giận mà những cổ viên bóng đá nói chung cũng như là những người hâm mộ Chelsea nói riêng phải trải qua trong suốt nhiều năm. Tin chắc rằng sau án phạt lần này của Anthony Taylor, công tác tổ chức trọng tài ở các giải đấu lớn trên thế giới sẽ được diễn ra một cách nghiêm túc và chính xác hơn nhằm mang lại những trải nghiệm bóng đá cho người hâm mộ tốt nhất.